Ông chủ hãy cố cắt thêm đi, có thể là do chưa chạm tới viên ngọc. Ha ha, cậu vẫn còn hy vọng vào viên đá ven đường này hả? Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Màu xanh này không lẽ là Ngọc Lục Bảo? Ngay khi ông chủ lên tiếng, mọi người xung quanh tụ tập lại. Viên đá này có màu xanh thật, mọi người có mặt đều tỏ ra sốc. Đa số những người ở đây đều am hiểu về đá quý. Tôi là người duy nhất đứng đó như một kẻ ngốc. Ông làm gì mà mọi người đến đông vậy? Chàng trai trẻ, thoạt nhìn cậu như một cư sĩ. Bạn có biết rằng, nếu chiếu đèn vào viên ngọc, nó sẽ phát ra ánh sáng tùy theo loại ngọc. Phát ra ánh sáng màu xanh như trên chắc chắn là ngọc quý. Có thể đây chính là loại ngọc lục bảo rất quý hiếm. Nó có thể phát ra ánh sáng màu xanh lục rất đẹp. Viên ngọc này lại còn rất lớn. Bất kể nó là loại ngọc gì đi nữa, thì tôi cũng chắc chắn rằng nó có giá trị rất lớn. Sau khi nghe xong, tôi đã mở rộng tầm mắt và sắc mặt của Tây Môn Khánh cực kỳ nhăn nhó, trộn lẫn một chút tiếc nuối. Tôi quyết định tiếp tục trêu chọc anh ta. Bây giờ, hòn đá này đã thuộc về tôi. Anh đừng nuốt lời nha. Cảm ơn vì đã trả giúp tôi 2.000. Nếu không thì tôi đã không có tiền để mua nó rồi. Tôi cũng là người biết điều. Tôi sẽ trả cho anh 3.000 sau nhé. Tôi cần 1.000 của cậu chắc. Tôi đã cho cậu cả viên đá đó. Thật là xúc phạm. Sắc mặt chủ quán cũng không khá hơn là mấy. Ông ta cũng đang rất tiếc. Thật là một sự mất mát không hề nhỏ. Này cậu, tôi sẽ trả cho cậu 5 triệu lấy lại viên đá này nhé. Nếu thế tôi trả hẳn 10 triệu để mua nó. Vào những năm 80, 10 triệu là số tiền rất lớn. Gia đình có 10 triệu đều là những gia đình khá giả. Viên đá này có giá trị vậy sao? Tôi đang bàng hoàng, đột nhiên nghe có người hét lên. Tôi trả giá 50 triệu. Mọi người có mặt tại đó đều hoảng hốt. Cả hội chợ trở nên yên tĩnh. Đấy chính là người tổ chức sự kiện này. Ông chủ Vương, nếu tôi trả 50 triệu thì sao? Tôi vẫn chưa hồi phục sau cú sốc. Đùa nhau, nó là 50 triệu. Thời điểm này, số tiền đó có thể mua được cả biệt thự. Một viên đá không tốn một xu, nhưng lại có giá trị bằng cái biệt thự. Viên ngọc này đối với tôi không có tác dụng. Khoan, nếu như ném nó vào thiết bị tái chế, liệu giá trị của viên ngọc có được nhân gấp 10 lần không? Không không không, hình như là không thể. Vì nếu có thể tái chế, kính sẽ phải hiển thị trực tiếp giá của nó. Thay vì những ngôi sao, tốt nhất nên bán nó. Cậu Vương vẫn chưa ưng cái giá đó à? Tiêu Chiến lay tôi từ phía sau. Đây chính là ông chủ Trần mà tôi đã kể trước đó. Nghe danh của ông Trần từ lâu, người này có thể lấy ra 50 triệu. Chắc chắn là người tầm cỡ, nên làm quen. Hãy giữ thể diện cho ông ta. Như vậy là đủ rồi. Tôi chỉ đến đây chơi vui một chút, thật may mắn. Cảm ơn ông đã tổ chức buổi triển lãm hôm nay. Nghe vậy, mọi người mới biết đây là ai. Ha ha ha, cậu cũng thật khiêm tốn. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường mà có thể chọn ra được viên ngọc quý như vậy. Cho dù có may mắn đến đâu, cũng khó mà chọn giữa hàng nghìn viên đá như vậy. Nhưng cứ yên tâm, tôi không để cậu thiệt đâu. Giá thị trường là thế nào, tôi trả như thế đó. Nếu cậu đồng ý giá 50 triệu thì chúng ta giao dịch. Không hơn không kém, nếu không bán là không nể mặt ông rồi. Sau khi giao dịch hoàn tất, tôi đứng trước mặt mọi người, trả lại cho Tây Môn Khánh 3.000. Khuôn mặt anh ta ngượng ngùng, tái mét như muốn khóc. Tại sao tôi phải trả 3.000 cho anh ta? Không phải vì tôi nợ anh ta, mà tôi làm vậy là để hạ nhục anh ấy. Tây Môn Khánh đã chịu thua. Ông Trần, ông có nghiên cứu gì về đồ cổ không? Tôi cũng giống anh Chiến, đã thu gom được một số đồ vật lúc phân loại đồng nát. Thật nhìn rất giống đồ cổ, cần người kiểm định. Nếu như nói về đá quý, tôi có thể biết. Còn nói về đồ cổ thì tôi không biết gì cả. Nhưng tôi có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Thật đáng tiếc là năm ngoái anh ấy bị tai nạn, bị chấn thương nằm bất tỉnh gần một năm nay rồi. Quả thật là đáng tiếc. Đột nhiên tôi nhớ ra mình đã từng học một cuốn sách y thuật, nhưng tôi chưa sử dụng nó lần nào cả. Tôi không chắc mình có thể chữa lành cho người khác. Nếu có sai sót cũng khó mà giải thích. Chỉ để kiểm định một món đồ cổ mà mang lại quá nhiều rủi ro, cũng chưa cần, cứ để nó sau. Tôi về nhà lúc đêm muộn. Bước vào nhà, tôi thấy Khánh Vân mệt mỏi nằm ngủ gật trên bàn. Thức ăn đã nguội lạnh, có vẻ như chưa hề động đũa. Dường như cô ấy đã chờ đợi rất lâu. Tôi cảm thấy tự trách mình, chắc cô ấy đã rất lo lắng cho tôi. Khi đi, tôi đã không dặn cô ấy ăn cơm, khiến cho cô ấy đợi tôi về. Tôi lấy áo và choàng cho Khánh Vân, rồi đi hâm nóng đồ ăn. Anh đã về rồi à? Đồ ăn nguội rồi để em hâm lại. Cùng ăn cơm thôi. Sau bữa tối, chúng tôi lại có một đêm thật nồng cháy, thật ngọt ngào. Sáng hôm sau, đây là 10 triệu anh kiếm được hôm qua. Khánh Vân mở to mắt nhìn tôi, anh làm gì ra 10 triệu được? Tôi đã kể cho Khánh Vân toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua. Khánh Vân cười trong vui sướng. Tên Tây Môn Khánh này hài hước thật. Nhân tiện, anh nên giữ số tiền này. Bây giờ chúng ta đã có tiền, anh hãy trả hết cho Tây Môn Khánh đi, đỡ phải dây dưa. Không sao, em cứ giữ lại. Anh mới bán một xe rác hôm trước, vẫn đang còn đủ tiền dùng ở đây. 10 triệu này em hãy sử dụng cho gia đình, hãy mua sắm các đồ nội thất trong nhà. Khánh Vân trầm ngâm, quay lại nhìn ngôi nhà. Tôi đến gặp Tây Môn Khánh, tôi đã thua cuộc rồi, tôi sẽ đóng công ty ngay lập tức. Tây Môn Khánh tưởng tôi tới để làm phiền. Thật ra là không, tôi cá cược chỉ vì muốn chơi cùng anh ta. Thắng hay thua cũng không quan trọng, tôi không nghĩ đến việc yêu cầu anh ấy đóng công ty. Hôm nay tôi đến trả tiền cho anh.
Hôm qua anh cũng không đòi lại, tôi cũng rất uy tín, đến trả nợ trước hẹn cho anh. Còn công ty anh muốn hoạt động nữa hay không thì tùy. Nếu anh muốn tiếp tục hoạt động thì tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Mọi thứ anh thu thập được ở đây đều phải bán cho tôi sẽ trả bằng với giá của thị trường. Chỉ vậy ư? Nó đơn giản mà. Còn về Khánh Vân, anh hãy tránh xa ra, anh đừng có mơ tưởng gì nữa. Ngay cả khi tôi bị bệnh, cô ấy cũng không bỏ tôi. Bây giờ tôi ổn, anh không có cửa đâu. Hãy chuyên tâm làm ăn và sống tốt, đừng có suốt ngày nhìn vào vợ người khác nữa. Đây là hợp đồng đã soạn sẵn, không có vấn đề gì, chỉ cần ký tên. Như vậy, tôi đã thêm được một đối tác. Nhà máy không phải lo lắng về hàng hóa, Đức Tài hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó. Miễn là nhà máy vẫn hoạt động, dòng tiền đều đặn chảy vào túi tôi. Còn tôi thì bắt đầu hành trình thẩm định kho báu, dẫn dắt gia đình đến một cuộc sống hạnh phúc. Anh Vương, hãy trông con giúp em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thằng 9, chạy đi đâu mất rồi?